ngậm mũi hả? Không, chị bé nhũ hả? Không đau đâu. Dạ, ý là sau này mua cái bình serum này bôi này cũng đỡ khô lắm. Phong tà là nhìn thấy rất là
Do đợt vừa rồi lạnh chắc. Xì thôi, xong rồi. Xong rồi. Còn vài con nữa là xong chỗ này rồi, chỗ miếng hơi đau. Xe mô đó 2:30. Kem nào? Ý là dùng thì cũng được, nhưng mà da nới da bình thường hay là mụn nhiều? Cho thôi, đừng dùng. Dùng kem thôi được rồi. Chợ ở đây rồi à? Đâu? Chợ để gọi. Thật lắm, thật lắm. Cái nữa rồi, cổ nhiều, hai bên dưới này sẽ ấm đau.
Yeah.